Nuôi mà ăn học đúng là phí cơm phí gạo mà. Đây là câu nói cứa lòng mà ba má hay dùng để than phiền mỗi khi họ thấy kết quả học tập của chúng ta không ra gì, có đúng không? Nhỏ ai bị mấy câu này rồi. Dĩ nhiên là nếu ba má nói mấy câu này với mình thì rất là đau lòng. Emotional damage. Emotional damage. Đồng ý. Nhưng anh hỏi thiệt nè, đã bao giờ các bạn tự nhủ cái câu này với chính bản thân của mình chưa? Hỏi thiệt luôn á. Đặc biệt là sau khi các bạn trải qua một cái cú sách mặt cực kỳ đau đớn trong công việc, trong học tập, trong cuộc sống. Sau khi các bạn rớt buổi phỏng vấn xin việc, các bạn mất một cái điều hợp đồng quan trọng nào đó, các bạn fail một dự án kinh doanh, hoặc các bạn đốt sạch tiền sau một cái thương vụ đầu tư thất bại. Đó là lúc chúng ta bắt đầu ê chề, nhìn lại biết bao nhiêu những cái ngày tháng dùi mài kinh sử trước đó. Nhìn lại những cuốn sách kỹ năng cứng, kỹ năng mềm mà chúng ta chất đầy trên kệ, nhìn lại tất cả những bằng cấp, giấy khen xanh đỏ văng khắp trên tường và thở dài, ngao ngán. Học hành cho lắm, đúng là phí cơm phí gạo. Đã bao giờ trải qua cảm giác đó chưa? Hãy thả một cái comment để hồi tưởng lại một cái trải nghiệm cụ thể mà các bạn cảm thấy ngờ vực khủng khiếp về hiệu quả thực tế của quá trình học hỏi và phát triển của chính mình. Anh nói thiệt á, thả cái comment đi, Ranh sẽ tháo gỡ cho các bạn. Alright. Xin chào các bạn, tôi là Hữu Trí, Mr. Well, hôm nay ông thầy đẹp trai và chuyên cà khịa đến học viện Awake Your Power. Và ngày hôm nay, ông thầy này sẽ khuyên các bạn bớt bớt giùm đi. Học cho lắm vô, rồi không được tích sự gì hết. Học nữa, học mãi, học máu. Mắc mệt à. Và lời khuyên này được dành riêng cho những đối tượng nào bị cuồng lý thuyết, ngáo sách vở và đạo lý cuộc sống. Họ là hệ quả của một cuộc cách mạng thông tin, của sự bùng nổ của kiến thức, tin tức, sách vở, nơi mà cái tư duy ham học trong quá khứ nó mang lại nhiều phiền toái hơn là những giá trị tích cực. Để biết các bạn có nằm trong nhóm của những người ham học một cách cực đoan này hay không, hãy làm một trắc nghiệm nho nhỏ. Câu hỏi: các bạn mắc phải bao nhiêu triệu chứng trong 7 triệu chứng sau đây? Anh khuyên các bạn cầm sẵn cây viết trên tay á, thấy mình dính số nào các bạn ghi lại số đó, chúc các bạn đọc rồi đem số đó đánh số đề đi. Nhiều khi trúng lắm á. Đầu tiên, số 1: học một đằng làm một nẻo, mang bằng kỹ sư nhưng đi làm bất động sản, có bằng sư phạm nhưng đi mở quán cà phê, học ngoại thương xuất nhập khẩu và rồi đi làm marketing, thậm chí có bằng thạc sĩ và rồi hơn nửa năm rồi vẫn chưa làm gì cả. Triệu chứng số 2: cái gì cũng biết nhưng vào chi tiết thì chả biết cái gì. Có hay không? Những cái tiêu đề hoành tráng như là kinh tế vĩ mô, vi mô, hoạch định tài chính, quản trị nhân sự thì dạ em biết chứ, nhưng em chỉ biết cái tiêu đề và mấy cái chung chung đại khái thôi. Còn tới lúc đi sâu vào công việc, sếp đến công chuyện hỏi cái này xài cái biểu mẫu nào em, rồi cái này khai vô cái mục nào, không dùng cái form gì, tiêu chí đánh giá cụ thể đong đếm làm sao, thì chúng ta bắt đầu tôi lại đây là và ú ớ như người khỏi trên. Tiêu chí số 3: sai cùng một thứ n lần. Cái này thì chắc chắn các bạn không có dính rồi. Tại vì đối với các bạn á, n lần đó nó mỗi một lần nó đều có những yếu tố hoàn cảnh ngoại cảnh khác nhau hết, cho nên nó khác hết anh Trí ơi. Chỉ có sếp nè, thầy cô nè, bố mẹ và đồng nghiệp của các bạn là những người mà sẽ lên tăng sông máu mỗi lần phải chửi và nhắc đi nhắc lại các bạn tới lần thứ n mà thôi. Cái này thì phải hỏi những người xung quanh nó mới ra kết quả chính xác được. Triệu chứng số 4: học mà không nhớ là mình đã từng học. Khi nghe sếp trình bày cái vấn đề của công ty hoặc là giảng viên hỏi một câu hỏi khó trước cả lớp thì rõ ràng là trong đầu của mình tuyệt nhiên không có gợn một cái sóng não nào hết, cho đến khi đồng nghiệp hoặc bạn bè của mình giơ tay phát biểu ra cái đề xuất giải pháp thì chúng ta sực tỉnh và bần thần nhớ ra là trời ơi, cái này mình có học rồi, trời ơi mình thi không biết bao nhiêu lần cái này luôn á. Và rồi đến khi sếp và giảng viên hồ hởi khen ngợi người ta thì các bạn mới tự nhủ trong lòng là má ơi cái này mình cũng biết mà, trời ơi tức quá, thiệt là thiên vị mà anh fail quá quý vị. Triệu chứng số 5: tự ti về bản thân. Kiếm cái gì đó học cho bằng bạn bạn bè, học xong thấy tự ti hơn nữa. Có không? Có không? Cái này nhiều lắm nha. Kiểu như là học tiếng Anh thương mại nè, tiếng Anh giao tiếp nè, rồi phát âm giống người bản xứ nè, phải không? Rồi học kỹ năng thiết kế nè, rồi học thêm SEO nè, digital marketing nè, phải không? Học cho nó đi kịp với thời đại. Nhưng mà nó ngu dại tâm hồn luôn. Triệu chứng số 6: học theo trí nhớ nhưng làm theo hệ tâm linh. Mình biết là cái này đúng rồi, cái này hay lắm, nhưng mà hôm nay không phải ngày tốt. Sáng nay có rút một lá bài tarot rồi, bài xấu lắm, kêu là phải chờ thời, cho nên thôi chậm lại một nhịp. Lúc nào mình cũng do dự, tới lúc mà cái lá bài nó duyệt cho làm rồi thì cơ hội đã không cánh mà bay. Có không? Triệu chứng số 7: mồm lúc nào cũng nói ồ cái này mình biết rồi, nhưng đến cuối cùng vẫn không làm được. Trong lúc mình đang học cái mới á, không thì chúng ta luôn đem những cái kiến thức cũ, những cái kinh nghiệm cũ ra để so sánh với thứ mà ông thầy đang nói. Cho nên là ông thầy ông nói một đường nhưng trong đầu mình nó phản biện bằng 18 nẻo khác nhau.
để rồi đến cuối cùng kiến thức cũ thì không còn xài được, nhưng mà kiến thức mới thì mình cũng không tin, và cuộc đời nó lạc trôi và nó xa lắm. Có hay không? Hãy thành thật khai báo với chính quyền địa phương các bạn bị dính những triệu chứng nào trong 7 triệu chứng nói trên. Cái nào là cái mà nó hành hạ, nó ức chế cái sự trưởng thành, cái sự thay đổi của các bạn nhiều nhất, và các bạn đã trả cái giá gì cho mấy cái tật đó? Có dính cái nào? Thả đi mấy bạn, nảy số, nảy số. Cá nhân anh cũng bị dính nha, anh bị dính cái số 1 và cái số 7. Rồi chưa? Thả comment thành thật khai báo với chính quyền địa phương rồi đúng không? Nếu chưa thì làm đi nha các bạn. Thả cái comment rồi coi tiếp cũng chưa muộn. Các bạn dính số mấy ha? Nhớ là chỉ khi nào chúng ta ý thức là mình có những cái thói quen, những cái hành vi kém hiệu quả, thì chỉ khi đó chúng ta mới bắt đầu học được những giá trị thực tế trong việc tháo gỡ những hành vi đó. Và rồi dĩ nhiên là nếu các bạn thấy là anh chị em, bạn bè hoặc là đồng nghiệp của mình, đúng không, cũng có những cái tật hoặc là cái thói quen tương tự, thì có khi mình có thể share cái video clip này với họ, và rồi trao đổi, trò chuyện, chém gió với nhau, đúng không? Cho nên là clip hay phải like và share nha các bạn. Còn bây giờ, 4 bước để giúp cho việc học và trau dồi của các bạn tăng hiệu quả gấp 4 lần. Sẵn sàng chưa? Let's go. Bước 1 để việc học trở nên hiệu quả hơn, đó là đừng có học nữa, học hoài à. Làm đi. Làm rồi mới biết là mình thật sự cần học cái gì và muốn học cái gì. Sai lầm đầu tiên trong cái quan niệm giáo dục truyền thống đó là cứ học trước đi, sau này khi đi làm sẽ dùng tới. Có thiệt không? Có thiệt không? Tôi hỏi thiệt luôn á. Tại vì tôi đã trải qua 20 nồi bánh chưng rồi, mà tới giờ tôi vẫn chưa dùng được cái phản ứng oxy hóa khử, cái học hồi cấp 3. Tôi nói thiệt luôn nghe, là tới ngày hôm nay tôi vẫn chưa dùng được công thức xác định tiếp tuyến của parabol tại một điểm bất kỳ cho sự nghiệp của mình. Vậy nghĩa là sao hả quý vị? Là vì anh đã sống một cuộc đời thất bại, là vì anh đã không biết vận dụng những tinh hoa của nhân loại để giải phóng tiềm năng của chính mình. Không phải, bởi vì cái thời đó bọn anh học là để thi, là để phân loại trình độ của học sinh, chứ không phải học để dùng. Nhưng đó là quá khứ. Ngày hôm nay, từ học sinh, sinh viên tới những người trưởng thành, chúng ta năng động và tự do hơn rất nhiều so với 20-25 năm về trước. Và cái triết lý giáo dục hiện đại ngày hôm nay đã thay đổi quá nhiều, đúng không các bạn? Thay vì nhồi nhét kiến thức thì cái cách học hiện đại nó đề cao việc rèn luyện thông qua trải nghiệm, trải qua và rồi tự nghiệm ra cho bản thân của mình, nghiệm ra những kinh nghiệm thực tế, nghiệm ra những điều mình giỏi và hứng thú, nghiệm ra những điều mình chưa biết và thiếu sót. Và từ đó cái người học tự khắc sẽ sẵn sàng cho quá trình để tiếp tục học hỏi, học để tháo gỡ những cái điểm yếu, những thứ mà mình thiếu sót, học để đào sâu và phát triển những điều mà mình quan tâm, tò mò và hứng thú. Điển hình là ở Phần Lan, quốc gia có nền giáo dục phát triển đứng đầu trên thế giới ở thời điểm này, thì người ta đi tiên phong trong một cái phương pháp tiếp cận giáo dục nó gọi là phenomenal learning. Ví dụ như là học sinh khi đi học, một nhóm học sinh sẽ nhận một cái dự án, đó là mở một cái quán cà phê. Và khi đó các em tự khắc nhận ra là mình cần phải trang bị thêm cái kiến thức về hình học, về đại số, để tính toán cái diện tích, cái không gian của quán sao cho nó hợp lý, đúng không? Rồi sắp xếp bàn ghế, quầy phục vụ như thế nào, tính toán đơn giá, chi phí, lợi nhuận ra làm sao. Các em sẽ phải trang bị cái kiến thức về văn học, về ngôn ngữ, về giao tiếp, để thiết kế tờ rơi quảng cáo, để viết bài chạy quảng cáo cho cửa tiệm của mình, để có cái quy trình tương tác mà trò chuyện với khách hàng sao cho hiệu quả. Các em sẽ bắt đầu cần kiến thức về sinh học, về hóa học, để biết cách bảo quản và xử lý thực phẩm, nguyên vật liệu, vân vân. Và không chỉ là kiến thức lý thuyết, mà các em sẽ rèn luyện luôn cái kỹ năng áp dụng trực tiếp những cái kiến thức lý thuyết đó vào những tình huống thực tế, trình bày, thảo luận, phản biện trong đội nhóm để hoàn thành công việc. Và không những vậy, qua quá trình học và làm thực tế đó để hoàn thành một cái dự án, thì các em bắt đầu nhận ra được là mình hứng thú với việc tính toán và đong đếm những con số và quy trình, trong khi cái bạn kia thì lại hứng thú với việc thiết kế, giao tiếp, sáng tạo. Và từ đó cái quá trình khám phá để phát triển năng lực cá nhân của mỗi học sinh sẽ từng bước được hình thành. Hãy nhớ là thị trường không trả nhiều tiền cho người học giỏi nhất, mà chỉ trả nhiều tiền cho người làm giỏi nhất. Và muốn làm giỏi thì phải làm cho nhiều. Làm thì mình sẽ biết là mình thật sự cần học cái gì. Học xong rồi mình lại áp dụng vô cái việc làm đó để làm giỏi hơn nữa, làm nhiều hơn nữa. Và nếu như vậy, không giàu và không thành tựu mới lạ. Hãy quyết định trở thành một thế hệ hành động có định hướng. Bước thứ hai để nâng cao hiệu quả học hỏi và trau dồi, đó gọi là unlearn. Phải biết tạm thời buông bỏ những cái tư duy và cách thức cũ, thì chúng ta mới có thể tiếp thu cái tư duy và cách thức mới một cách trọn vẹn và triệt để được. Unlearn là một bước chuẩn bị cực kỳ quan trọng trước khi chúng ta học. Thầy anh từng dạy là nếu các bạn đang đạp xe đạp đến một con sông nhỏ và biết rằng là muốn qua sông chúng ta phải học bơi, thì trước khi học bơi
các bạn phải tạm thời buông bỏ chiếc xe đạp, gửi nó vào bãi giữ xe ven sông, hoặc là xích nó vào một cái gốc cây nào đó ở bên bờ sông, háo giày, cởi nón bảo hiểm, và rồi các bạn mới nhảy xuống nước và học bơi được. Chứ nếu các bạn cứ giữ khư khư lấy cái chiếc xe đạp mà nhảy xuống sông thì dù có là người biết bơi, các bạn còn đuối nước nữa, huống hồ là người chưa biết bơi. Cho nên để unlearn, để buông bỏ những cái cách thức, những cái tư duy cũ, các bạn phải dũng cảm và cởi mở để đón nhận một sự ngờ vực đối với những chân lý mà trước đây chúng ta đã mặc nhiên là nó luôn luôn đúng. Các bạn phải quay trở về và nhìn lại những cái nhận thức và hành vi cũ của mình và tự hỏi, có khi đừng sai, có khi những cái chân lý nghi như đúng rồi đó, còn một cái thiếu sót gì đó. Đây là điều đôi khi không có dễ dàng chút nào. Để đi ngờ vực những cái tư duy, những thói quen quá đổi là gần gũi và thân thương đó, đâu có dễ đâu các bạn. Thường là chỉ khi nào đời tán cho một cú sắc mặt thì chúng ta mới tỉnh ngộ và sẵn sàng để buông bỏ. Ví như ngày xưa, Đức Phật bỏ ra hơn 10 năm để theo đuổi cái đường lối tu hành khổ hạnh, thậm chí là tu hành sát, thì Ngài đã rất kiên trì và tu tập, thậm chí vượt xa những cái thiền sư chỉ dẫn của mình. Ai ai bên ngoài cũng ngưỡng mộ, chỉ riêng có Đức Phật vẫn biết là mình vẫn chưa tìm ra được sự giải thoát. Và chỉ mãi đến khi mà Ngài trải qua một cái trải nghiệm thập tử nhất sinh, rơi vào một cái trạng thái suy kiệt hoàn toàn và cơ thể và cận kề cái chết, đến nỗi lúc đó nếu không may mắn có một cái người đi đường vô tình bắt gặp và bố thí cho Ngài một cái ngụm sữa dê để lấy lại sức lực, thì có khi là hồn Ngài đã lìa khỏi xác. Thì chỉ sau cái trải nghiệm đáng sợ đó, Đức Phật mới nhận ra là cái triết lý tu hành khổ hạnh đến nỗi hủy hoại cơ thể của chính mình thì sống còn khó, nói chi là tìm được sự giải thoát. Và sự ngờ vực đối với cái con đường tu tập trước đó chính là bước đầu tiên để Ngài bắt đầu cho một cái chặng hành trình mới, cởi mở, học hỏi và tìm kiếm cái câu trả lời mới. Và sau 49 ngày ngồi dưới gốc cây Bồ Đề thì Đức Phật tìm ra được Tứ Diệu Đế, rồi Bát Chánh Đạo, và đặt nền tảng cho cái triết học của Đạo Phật cho cái ngày hôm nay. Vì vậy cái quá trình học hỏi và trưởng thành sâu sắc đi từ bên trong, đúng không? Nó đòi hỏi một sự dũng cảm để từ bỏ cái cũ, để bước vào một cái chặng hành trình đón nhận cái mới một cách trọn vẹn và triệt để. 6 năm về trước, để cá nhân của anh dấn thân vào cái chặng hành trình học hỏi và cải tiến quyết liệt về cách thức giảng dạy và những cái thể nghiệm giáo dục của anh ở Việt Nam, thì anh cũng phải học được cái khả năng ngờ vực những cái nhận thức mà anh đã bấu víu và theo đuổi trong rất nhiều năm trước đó. Phải dream big, phải có những giấc mơ lớn. Mỗi người của chúng ta đều xứng đáng với những kết quả phi thường, hoặc là thành công chính là nền tảng quan trọng nhất của hạnh phúc. Hiểu không các bạn? Không dễ dàng chút nào cho anh trong những ngày tháng đó để chấp nhận là những chân lý mà anh đã theo đuổi và sử dụng trước đó nó chưa đầy đủ và nó có sự thiếu sót. Chỉ mãi đến năm 2016, trong cái giai đoạn mà ở bên ngoài thì anh kiếm được cả $1,000,000 từ công việc giảng dạy, từ những quán cà phê, nhà hàng, khách sạn, hoạt động đầu tư của mình. Nhưng mà ngược lại, phía bên trong thì anh chìm sâu vào cái sự kiệt quệ, anh mất ngủ, anh rối loạn cảm xúc và anh cảm thấy bất hạnh vô cùng. Thì trải qua cả một cái năm rất khủng khiếp như vậy, thì tới lúc đó anh mới bừng tỉnh. Và chỉ tới lúc anh ngừng sử dụng tiền bạc, địa vị, danh tiếng để khỏa lấp đi cái sự bất hạnh và khổ đau trong tâm hồn của mình, chỉ tới lúc đó anh mới sẵn sàng để unlearn những cái tư tưởng cũ kỹ, cởi mở để học hỏi. Thế là sau hàng chục năm anh nghiên cứu và thực hành cái triết lý, cái phương thức quản trị lãnh đạo của phương Tây, thì ngày hôm đó anh bắt đầu hăm hở để mở lòng ra và tìm hiểu về triết học phương Đông, về đạo học của Lão Tử, của Trang Tử. Và nó mở ra không biết bao nhiêu những cái nhận thức mới mẻ và những thay đổi cực kỳ sâu sắc trong cách dẫn dắt cuộc sống, sự nghiệp và xây dựng gia đình của anh cho tới ngày hôm nay. It's beautiful. Vì vậy, sự thẳng thắn và dũng cảm để unlearn những cái nhận thức và chân lý cũ kỹ là bước quan trọng để đón nhận những điều mới mẻ. Và đừng quá lo lắng nha, bởi vì những điều mà chúng ta unlearn sẽ không mất đi đâu, nó sẽ được hồi sinh trong bước cuối cùng. Bước thứ ba, learn. Khi đã có cho mình những trăn trở rất thực tế cần tháo gỡ, những hứng thú nghiêm túc để tìm tòi và phát triển, khi đã buông bỏ được những cái cố chấp trong nhận thức, trong hành vi và thói quen của mình, đó là lúc mà chiếc cốc của các bạn đã được empty. Việc học những nhận thức mới sẽ trở nên rất dễ dàng. Dĩ nhiên, khi học thì phải lưu ý chọn thầy. Chọn thầy thì đừng chỉ dựa vào cái thành tích, kết quả hay là bằng cấp. Đó chỉ là cái phần nổi của tảng băng. Hãy cân nhắc sâu sắc hơn về xuất thân và cái môi trường trưởng thành của họ. Cái người thầy xuất thân khiêm nhường, trưởng thành trong một cái môi trường đơn giản, thì cái cách nói năng chia sẻ của họ sẽ mộc mạc, đơn giản và tình cảm.
cái người thầy xuất thân cao quý, trưởng thành trong một cái môi trường hàn lâm, thì cái cách chỉ dạy của họ nó sẽ uyên bác, sâu sắc, chặt chẽ và chi tiết. Hãy cân nhắc về lối sống trong hiện tại của họ. Họ có lối sống phong lưu, tinh tế, quý phái hay là cái lối sống mộc mạc, giản dị, nhẹ nhàng. Tất cả những điều đó sẽ vô thức thấm vào trong hành vi và suy nghĩ của các bạn trong lúc các bạn theo học với họ. Cuối cùng là tìm hiểu về những cái giá trị tinh thần của những người thầy của mình, bởi vì nó cũng sẽ lây vào trong cái hệ quy chiếu những giá trị sống của các bạn. Họ là người tình cảm hay lý trí? Họ là người cân bằng hay là phóng khoáng? Thích chinh phục hay là phụng sự? Các bạn phải cảm được cái giá trị tinh thần trong lúc theo học với một người thầy. Cuối cùng, trong lúc học, nhớ là đừng có học để biết, để thi hay là để khoe khoang, mà học là để dùng. Học xong là dùng ngay vào công việc, vào các mối quan hệ, vào gia đình, vào sức khỏe, lối sống hay là tiền bạc, tài chính. Học là dùng ngay và luôn để tự nghiệm lại, thì đó mới là cái học sâu sắc. Thầy anh có dạy là khi mà đi học thì anh không được quyền cãi thầy. Chỉ khi nào anh áp dụng một cách quyết liệt và làm cho đến tận cùng rồi, khi đó mới được cãi. Chưa làm thì không được cãi. Bởi vì trong cái sự học á, những điều sâu sắc nhất có khi nó không thể truyền được qua câu chữ hay qua lời dạy, mà phải qua cái sự nỗ lực và thể nghiệm của mỗi một cá nhân để cảm được nó. Và rồi dĩ nhiên, sau 3 bước, bước cuối cùng đó là relearn. Sau khi đã học bơi thành thạo rồi thì các bạn nhớ đừng quên quay trở về bên bờ sông năm ấy, mở khóa và lấy chiếc xe đạp cũ của mình ra mà dùng, phối hợp cái cũ với cái mới một cách linh hoạt, thì đó phải là sự thành tựu. Sau 3 năm mà anh dày công học hỏi, trau dồi và thực hành cái triết lý Á Đông trong cái đời sống nội tâm của mình, thì anh quay trở về và kết hợp nó với những cái nguyên tắc quản trị của phương Tây mà mình đã rèn luyện trong một chục năm trước đó, để phối hợp và linh hoạt sử dụng trong những tình huống khác nhau. Khi xác định cái phương hướng, mục tiêu thì phải có cái nhìn bao quát, sâu sắc và thâm trầm của người phương Đông để biết được cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Khi bắt tay vào làm thì phải có kế hoạch chặt chẽ, chi tiết, những quy trình, trách nhiệm đong đếm một cách rõ ràng, mạch lạc. Đó chính là cái tinh hoa quản trị của phương Tây. Và đến khi gặt hái được kết quả thì cái phần vật chất, tiền bạc nó cần phải được quản lý một cách rạch ròi, chặt chẽ, công bằng theo cái nguyên tắc của phương Tây. Nhưng cái phần cảm xúc, tinh thần, các mối quan hệ thì phải giữ lại cái sự điềm tĩnh, linh hoạt, mềm mại và cân bằng của người Á Đông. Thì đó là cái thành tựu lớn nhất đến thời điểm này, sau hơn 20 năm rèn luyện, học hỏi và tu tập của bản thân anh. Cái học viên của anh sẽ cảm nhận được rất rõ ràng cái dấu ấn đó trong cái khóa học Awake Your Power do anh dẫn dắt. Đó là cái tinh hoa của quản trị và lãnh đạo của phương Tây được đặt trên cái nền tảng của tinh thần Á Đông, của sự bình an và kết nối sâu sắc với nội tâm của mỗi người. Đó là hệ quả của quá trình học, rèn luyện và trưởng thành theo 4 bước của anh: experiment, làm và trải nghiệm, unlearn, learn and relearn. Suy cho cùng, nó không chỉ là quá trình học mà là quá trình tu tập cả đời để trui rèn tinh thần, bản lĩnh tự thân của mỗi chúng ta. Với những người khôn ngoan thì quá trình này chỉ thật sự dừng lại khi chúng ta ngừng thở. Rồi, nghe cho đã rồi. Bây giờ trả bài cho thầy. Anh biết là những điều mà anh chia sẻ nó có những cái đơn giản, gần gũi, nhưng mà cũng có gửi gắm trong đó những cái điều rất là sâu và tâm huyết của anh. Tùy vào căn duyên của các bạn mà lấy cái gì hay ho và phù hợp với mình mà dùng, đúng không? Cho nên ngay bây giờ anh rất mong là các bạn thả một cái comment ở bên dưới và nói cho anh nghe là các bạn rút ra được điều gì thực tế và sâu sắc trong cái bài giảng này, và các bạn sẽ áp dụng nó như thế nào trong quá trình học hỏi, rèn luyện, trải nghiệm và trưởng thành của riêng các bạn. Thả cái comment đi, nghe chứ đừng có ngồi nghe không không có vui. Khán giả của Quéo, nghe là phải chia sẻ, là phải nhìn nhận và rồi áp dụng, đúng không? À, hồi nãy anh có nói tới cái gọi là căn duyên, thì thành thật là có mấy bạn trẻ thường hỏi anh về cái khóa học Awake Your Power, là các bạn thường thấy là các anh chị, các cô chú đi làm rồi, theo học và rèn luyện, thì không biết là học sinh cấp 2, cấp 3 có được đi học không, đúng không? Thì anh nói thiệt luôn là trong suốt gần 2 thập kỷ đi dạy ha, anh chưa bao giờ thật sự quan tâm đến tuổi tác hết. Cái quan trọng nhất là cái sự sẵn sàng trong nhận thức của mỗi người, và cái này không liên quan tới tuổi tác, nó gọi là căn duyên. Và dĩ nhiên tới thời điểm này, nếu các bạn đã đồng hành với anh một thời gian và thấy cái phong cách của cái ông Quéo này nó hợp với mình, cái lối sống của ổng, cái tinh thần, cái giá trị của ổng nó thật sự thú vị và phù hợp, và nếu ở thời điểm này các bạn thật sự nghiêm túc muốn được rèn luyện với cái sự dẫn dắt của anh,
thì các bạn có thể tìm hiểu về cái khóa học của Rachel Power, đúng không? Các bạn có thể vào cái link trong description và book một cái buổi hẹn để tư vấn. Và các bạn tư vấn sẽ cùng các bạn trò chuyện để xem là hey, mình có thật sự sẵn sàng và đủ cái sự nghiêm túc để đi cùng với nhau hay không. Bởi vì anh nói trước là học với anh, các bạn sẽ phải unlearn rất nhiều. Cho nên nếu các bạn chưa có nhu cầu và chưa có quyết tâm thì cứ từ từ, không sao hết. Cứ coi mấy cái clip free trên YouTube là vui rồi. Ok? Ha. Và tới thời điểm này, cảm ơn mọi người đã rất kiên nhẫn để lắng nghe một cái trải lầm rất dài về chặng hành trình tu tập của anh trong suốt 20 năm qua. Và ai mà biết được, có khi đối với một vài người trong số các bạn, cái clip này nó sẽ mở ra một chặng hành trình tu tập rất là ý nghĩa nào đó của riêng các bạn. Và nếu được vậy thì quá là vui. Cảm ơn sự đồng hành của tất cả mọi người. Thank you.